Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với lại Như Huyền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, Ấn Độ là một trong những đất nước mà Như Huyền và Lê Thái vẫn hay đưa đến thông tin về đất nước Ấn Độ. Cái nạn mà gọi là sao trọng nam khinh nữ, cũng như là người ta hay áp đặt những cái thể chế, những cái quy định, những cái ràng buộc của đất nước, các luật pháp nó đặt lên vai của người phụ nữ vô cùng nặng nề. Và nhất là người phụ nữ ở Ấn Độ, thường là chúng ta hay nghe những cái thông tin là người ta hay bị gọi là sao bị cưỡng hiếp, bị đánh đập, cũng như là bị giống như bị tra tấn, bị chồng đánh, đánh rất là dã man, thưa quý vị. Và chính vì lẽ đó thì thành ra là một số người ta khi mà người ta sống trong những một cái gọi là sao một trong cái đất nước mà nó có vấn đề về cái trọng nam khinh nữ, rồi luật pháp nó không được bảo vệ, phụ nữ nó bị lỏng lẻo, thưa quý vị. Thành ra người ta sẽ suy nghĩ ra những cái phương pháp, những cái cách để mà người ta sinh tồn, người ta sống trong nó để bảo vệ được cái cuộc sống người ta. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một thông tin, một người phụ nữ đã giả đàn ông suốt 36 năm để mà nuôi con, thưa quý vị. Và trên màn ảnh thì quý vị xem hình ảnh của cô. Cô bên đây là lúc mà cô chưa giả đàn ông, còn bên đây là cô đã giả thành đàn ông rồi, thưa quý vị. Và cô nói rằng là thường cô bị chế nhạo và quấy rối tình dục, nên cái cô tên là Betty Amal là một người phụ nữ đơn thân. Cô quyết định là cải trang thành một người đàn ông khi chỉ mới là 21 tuổi thôi. Và bà Betty Amal, 57 tuổi, hiện nay đang ở Katujayka Bantapati, Tamil Nadu, đã kết hôn được 15 ngày vì chồng qua đời. Thì chồng bà qua đời vì bệnh tim, thưa quý vị. Và chồng vừa mất thì bà phát hiện mình đã mang thai. Vì vậy là bà quyết định là không có tái hôn và làm một mình người mẹ đơn thân để mà nuôi con. Và khi đó thì bà đến công trường xây dựng nè, hoặc là khách sạn, quán trà để làm việc. Và ở nơi đâu thì bà Betty Amal cũng bị người ta quấy rối tình dục, và nhiều cái trường hợp là bà xém bị hiếp dâm luôn, thưa quý vị. Và ở năm 21 tuổi thì bà này đã đến đền Trichendu Murugan ở Tiruchendu, và bà quyết định cắt tóc ngắn và thay sari bằng một cái áo sơ mi và lugi, là một cái trang phục truyền thống của nam giới ở Ấn Độ, và đổi tên mình thành tên là Muthu để không bị lộ danh tính. Và bà bắt đầu từ lúc đó thì bà bắt đầu sống với cái tên Muthu và con gái của mình, và chuyển đến một cái vùng khác. Và chỉ có những người ruột thịt ở cái quê nhà mới biết bà là phụ nữ mà thôi. Và bà làm đủ mọi việc, thưa quý vị, từ họa sĩ, thợ pha trà, thợ làm bánh, và tiết kiệm từng đồng từng xu để mà bảo đảm cái cuộc sống an toàn và đầy đủ cho con gái của mình. Và hiện tại thì con gái của bà Betty Amal đã kết hôn, nhưng mà bà chưa sẵn sàng để thay đổi trang phục cũng như là quay trở lại cái hình hài ban đầu của mình khi mà mình trở thành một người phụ nữ trở lại. Đây là một trong những mà cái bản tin mà Lê Thái đọc cũng khá là lấy cảm xúc của Lê Thái khá nhiều. Tại vì mới 21 tuổi mà quyết định mà trở thành một người đàn ông, không phải là vì cái giới tính là bà là lesbian hay là một cái gì với giới tính nào khác, giới tính thứ ba, nhưng đây là một cái quyết định bởi vì bà muốn không muốn đối diện với lại những cái hành động mà quấy rối tình dục cũng như là hiếp dâm, một cái nạn mà đang vấn nạn đang xảy ra ở Ấn Độ. Thành ra mà sống một cái cuộc sống với cái hình hài của một người đàn ông để bảo vệ con gái của mình cũng như bảo vệ bản thân mình và nuôi con gái ăn học, và con gái của bà cũng mới kết hôn rồi. Hy sinh lớn hơn. Hy sinh rất là lớn. Đây là một trong những cái bản tin mà em thấy là bà quá dũng cảm đi, và hiện nay thì bà đang chuẩn bị lấy lại cái thẻ chứng minh nhân dân cũ của mình và quay trở lại với cái căn cước cũ của mình, và những cái ID cũng như là những cái gì các những cái thông tin của bà khi bà còn gọi là còn con gái. Con gái, wow.
Cái câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Cảm ơn Lê Thái. Và như cũng nghe rất nhiều là ở Ấn Độ là xảy ra những cái tệ nạn về trọng nam khinh nữ, rất là tội, phải không Lê Thái? Dạ vâng. Và cảm ơn Lê Thái rất là nhiều. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về mắt, thưa quý vị. Thì như cũng nói, thường thường là mình đa số hầu hết mà qua tuổi 40 rồi thì cái mắt của mình nó nhìn bị, mình quay phone rồi vậy thì mình phải bỏ cái chữ to lên, hoặc như không nói hết tất cả mọi người. Có những người tới 40, 50 mà mắt vẫn rất là tốt, thưa quý vị, là do cái chế độ ăn uống diet của họ rất là tốt. Nhưng đa số hầu hết là gần tới cái tuổi mà về càng lớn tuổi thì là bị lão thị rất là nhiều. Thì theo cái thống kê cho biết rằng là 128 triệu người ở Mỹ và hơn 1 tỷ người ở trên toàn thế giới là đa số là bị lão thị, thưa quý vị. Lão thị là mắt không có khả năng tập trung vào các thể gần, dẫn đến hình ảnh mờ, và đôi khi còn nó kéo dài cho độ tuổi 60 hoặc là hơn nữa. Thì thường thường mà để mà giải quyết cái vấn đề đó thì mình phải đeo kính này, hoặc là đi bắn cái tia laser để mà cái mắt của mình nó nhìn rõ hơn. Nhưng mà vừa rồi ở quản lý cục thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ đã phê duyệt một cái loại thuốc nhỏ mắt từ năm 2021. Như nghĩ là những quý vị nào mà đi bác sĩ thì cũng đã biết cái điều này rồi, mà có những người thì cũng chưa biết, thì như muốn đưa cái tin này cho mọi người biết. Thì có một cái loại thuốc nhỏ mắt để mà trị lão thị, thưa quý vị, rất là hay. Thì không có cần phải đeo kính này, không có cần phải đi bắn tia laser hay cái gì nữa. Và để tạo ra một cái hình ảnh rõ ràng thì quý vị cũng thấy là đôi mắt mình khi mà mình càng lớn tuổi là mình sử dụng cái cơ địa của mình nó bị thu nhỏ lại nhiều hơn, và cái tròng của mình nó phải điều tiết ra nhiều hơn, thưa quý vị. Và để tạo ra một hình ảnh rõ ràng thì đôi mắt của bạn cần phải điều chỉnh theo khoảng cách của một đối tượng và thực hiện 3 bước chính để tập trung vào đối tượng gần cái khuôn mặt, là cái mắt của mình phải hướng về cái vật mà mình muốn nhìn, và ống kính của bạn thay đổi hình dạng và đồng tử bị co lại. Thì cái thuốc nhỏ mắt nó hoạt động như thế nào, là hai cái điều chính là một mắt làm để tập trung cái mắt của mình tập trung vào những cái vật thể gần, và cái ống kính trên cái mắt của mình để thay đổi hình dạng và đồng tử trở nên nhỏ hơn. Vì vậy lão thị có thể là thay đổi khả năng thay đổi cái hình dạng, cái mắt của mình, cái đồng tử của mình co thắt nhỏ lại để mà mình nhìn rõ hơn, thưa quý vị. Và cái loại thuốc này gọi là VET, và cái thuốc nhỏ mắt này đã được FDA chấp thuận. Nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn sử dụng thì phải có toa của bác sĩ, và bác sĩ sẽ làm điều đó cho quý vị. Và trong các nhóm nhà nghiên cứu thì họ cũng đang nghiên cứu một cái loại thuốc nhỏ mắt mềm hơn và có chất lượng hơn để mà lấy nét rõ ràng hơn, thưa quý vị. Và một số nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra rằng là kích điện xung quanh của cơ mắt để giúp tăng cường và cải thiện cái con mắt của mình và cho con người mình nhìn rõ hơn. Và họ đang mỗi ngày họ nghiên cứu tân tiến hơn để mà mình không có cần phải đeo kính, không có cần phải dùng tia laser, mà chỉ cần nhỏ mắt mà thôi. Và cái nhỏ mắt này, cái giá của nó là 80 đô. Thì cũng đâu có mắc, phải không thưa quý vị? Khi mà mình đi bắn xạ hoặc là tia laser của mình, cái giá nó cũng mắc rồi. Hoặc là mua kính đôi lúc còn mắc hơn cái giá tiền như vậy nữa, tùy theo cái cọng kính mà mình chọn. Thì đây là có một quý vị nào mà đi bác sĩ thì nhớ hỏi. Dạ vâng, và trong tương lai thì chúng ta cũng không sợ cái tình trạng mà lão thị, đúng không chị? Yeah. Thưa quý vị, một cái cậu bé 6 tuổi đã gây tranh cãi khi mà tham gia một cái đường đua marathon đến 42.2 km, thưa quý vị. Vừa qua thì một cái gia đình, trên mạng thưa quý vị đang theo dõi, cái gia đình này gồm 8 người, tên là Crawford, ở thành phố Cincinnati của bang Ohio của Mỹ. Nơi đây thì vừa qua đã diễn ra một cái giải chạy marathon Flying Peak, và cái gia đình này có 8 thành viên đã hoàn thành một cái cự ly là 42.2 km trong vòng 8 giờ 35 phút đồng hồ. Và trong đó thì có 2 đứa trẻ, một đứa thì dưới 12 tuổi và một đứa trẻ thì chỉ mới có 6 tuổi thôi. Và sau khi cái hình ảnh và những cái video người ta đăng tải trên mạng xã hội là gia đình này đã hoàn thành cái cự ly này xong đến 42 km thì rất là nhiều cái cuộc tranh cãi người ta đã diễn ra, đã nổ ra chung quanh cái vấn đề mà tại sao mà gia đình này lại cho một cái đứa bé quá nhỏ như vậy mà tham gia một cái đường chạy mà quá dài như vậy, mà thật sự là một cái người lớn, một cái chuyên viên, một cái chuyên gia mà chạy marathon cũng chưa chắc mà chúng ta mà hoàn thành nổi cái đường chạy đó, đúng không chị? Rất là dài. Và thưa quý vị, nhiều người ta nói rằng là bé 6 tuổi là nó quá nhỏ để tham gia một cái cuộc chạy đua đường trường, và phần lớn mọi người cho rằng là không nên để cho mà trẻ em
phát triển, tăng trưởng mà khi mà xương của chúng mà nó vẫn còn chưa phát triển, có nghĩa là nó đang chạy, nó hoạt động quá nhiều đi. Và ngay cả những cái trẻ khi mà 11 tuổi thì có quá trình mà tăng trưởng vẫn nó chưa hoàn thiện, thưa quý vị. Và những đứa trẻ mà chạy marathon trước tuổi dậy thì có thể vướng các vấn đề về mà cơ xương khớp trong tương lai. Ngoài ra thì những cái việc mà luyện tập khắc nghiệt nó cũng có thể làm giảm cái nồng độ HGH, hay người ta gọi là huyết thanh, hay là hormone tăng trưởng ở người, và testosterone ở trẻ em chưa qua tuổi dậy thì. Nhiều người ta đặt ra câu hỏi này là tại sao mà gia đình này lại quyết định cho con em mình nhỏ như vậy để mà tham gia. Nhưng mà thật sự là bà Kemi Crawford và anh Ben là hai vợ chồng đã quyết định là nói với lại giới báo giới là người ta cũng rất là rơi nước mắt khi mà người ta thấy con người ta thi như vậy. Tại vì khi trước đây thì cậu bé vẫn có tập luyện với gia đình và đã từng hoàn thành những cái đường chạy trong những năm trước và rất là nổi tiếng ở nước Mỹ, Hoa Kỳ chúng ta, vì đã hoàn thành những cái giờ chạy marathon, những cái cuộc chạy đua như vậy rất là nhiều lần rồi và cũng đạt được rất là nhiều giải thưởng cao. Và họ nói rằng họ cũng muốn hoàn thành cái này để giúp cho cái đứa trẻ nó cảm giác là nó yêu những cái gọi là những cái hoạt động xã hội nhiều hơn và có thể mà huấn luyện thể thao. Nhưng mà đây cũng là một cái kinh nghiệm mà cho cái đôi vợ chồng này, tại vì em nghĩ rằng những cái chuyên gia người ta nói vẫn đúng hơn là mình quyết định cho con mình tham gia. Đúng rồi. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 Cà phê sáng của Tô Nhi và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.